tại nó mày đồng lỗi với tao. Đi ra, tao đập liền á. Đi ra, con không? Mày là nước rồi, phải nè. Mày đi ra. Đi ra đó. Cãi với nè, đi ra. Tao không ngu thì tao đập cái dao mày chết đâu. Giờ làm gì? Không ăn phá đôi bác tao. Ní mày ra. Ní ra. Trời ơi, quay video đây lên công an nó bắt ổng với Dương luôn. Thôi luôn, kệ ngon. Trăm người thương đi thì đỡ chi. Ở một phía đi. Nhà xây lên 2 tên tiệu giờ phé hết. Dòng là tốn ổn đâu mình đâu trời. Mày đâu vậy? Hai lần. À. Chị. Điện thoại bé đi đâu? Từ nạp. Nạp đâu? Nạp đi đâu? Đúng gì cho ổng rồi đập cái tủ luôn đi chị ơi. Hay quá. Bảy chục người xem. Chào 70 người xem nha. Cô chú gì chú bác anh chị. Giờ đâu ai kể không được đâu. Kêu công an đó đi. Mày gãy giá tao. Trời ơi, Thím Dương gọi chi mà không. Phát trực tiếp. Báo công an luôn. Đứa nào hay gọi giùm công an tới. Đông đông đông. Chạy ở bên nhà đối diện nha, nào thải nè. Để bển á. Chạy phải đưa cô gái không được, có cô gái bệnh. Giờ đây. Giờ nó bắt tao, ba nhà nước nuôi con tao. Chụp cái xe luôn. Cái xe gì? Điên gì cả ông chứ. Đâu đâu lại đây lại đây lại đây. 2 triệu view xem á, đi đâu? Đâu rồi đâu ta? Chào 104 người đi xem. Phải gì báo quay lên cho công an mình thấy biết bắt ổng như yên đâu thì ai đâu. Ê,
kẹt được ổng luôn mà. Thằng này dám xuống cái đụng tao mày. Vậy đi xuống đây. Anh cho hỏi cô Trần Chính Quế ở đó ngươi đây. Thằng này xuống đi bắt tao. Xuống đây. Đạp hết rồi, con gì nữa đâu đạp. Xe cái nhà lên 200 mấy triệu đập trong vòng nửa tiếng. Và đây là đồng. Đồng Li Bun. Nguyễn Nghi Đông. Vậy đây, vậy đây. Rồi mới cạn ổng vô. Ổng đi nếu thấy là chết á. Như ổng đập cờ ổng từ từ báo quen sâu vô cạn. Khùng khùng điên điên mà ai đâu dám cạn ổng. Nhìn đứa cho biết ổng xây nhé. Xuống đi bắt tao. Nhà yeah, tự làm tự xây tự đập đi. Không có giờ. Bồ gớ lấy trong đó vô đập nó. Đập bồ gớ. Cướp đợi. Tôi đưa địa chỉ nè, chợ cũ Dây Sơn. Nếu ai mà tới chợ cũ Dây Sơn đi chỗ bán phở gì ta, bán phở Trình Gia. Ngay đường tuôn chạy thẳng vô gặp tôi. Từ với ông xe nhé. Mẹ coi dừng. Cầm điện kính làm gì tự xử. Tự tử chết. Chào 125 người xem nha. Anh em chia sẻ rộng rãi nha. Nhờ anh em chia sẻ rộng rãi để báo đến công an nha. Tôi không gọi công an được đâu. Đập nát hết luôn. À đâu dám cản không? Công an xuống nha đâu. Chơi công an chứ. Không được chạy. Chào Hảo xin tươi. Tức quá tức mà. Lý mày ra. Ông bè cháu đang về chú đi. Đây điện điện công an thiếu rồi. Đông người coi dưỡng nhớ dĩ mà Nam hốt đúng không? Ông đi học hả? 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 Cái gì một da luôn rồi. Mệt lắm. Đi ông mày mấy giờ. Anh xuống chưa? Tụi em hả? Bè tao. Bè bè. Mày biết sao người ta thấy không? Tao kêu bè bè của ông đây ở tôi trung tâm này. Làm gì vậy? Hát!
Làm gì vậy? Còn bên mình nè chị. Xe cái nhà 200 triệu. Phé trong vòng 1 tiếng. Phải được. Phải đi. Xe mặt lại phải được cầm cửa. Đây. Còn mày mua quất đang quất màu này dạ thím bèo về thím à. Liên hệ công an tỉnh Phú Dương vô. Thôi quán nào chơi. Ta nói gì đâu. Quán vô. Mà xuống chưa à? Anh tí ơi vừa coi. Mấy người thiền thiền mà xuống chưa à? Thiền mà xuống. Cho nó kéo ta đi cho nhà nước chúng ta kỹ cho nó. Thôi luôn. 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 Đi làm cái đó con chặt như nhà không luôn mẹ chó luôn rồi tôi đó là chuyện của tao. Mày tao em là chưa. Mày tao em là chưa. Tao nói mày vậy. Tao nói người tơ. Tao giỡn tao còn lại tao còn hỏi. Tao còn hóa. Tao còn hóa.